Thành phố Ninh Bình có nhiều danh thắng và di tích nổi tiếng như khu di tích núi non nước, danh thắng núi Kỳ Lân, Công viên văn hóa Tràng An hay khu du lịch hang động Tràng An được coi là điểm nhấn để phát triển du lịch Ninh Bình. Núi Non Nước là một ngọn núi nằm ngay trên ngã ba sông Vân với sông đáy, là một tiền đồn nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố Ninh Bình. Lối lên đỉnh Non Nước qua 72 bậc gạch đá. Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, có lầu đón gió để nghỉ. Trên núi có hàng trăm bài thơ của các tao nhân mặc khách bên núi có chùa non nước và có đền thờ danh sĩ Trương Hán Siêu đời Trần. Bảo tàng Ninh Bình nằm ở phía nam công viên Thúy Sơn là nơi tham quan tìm hiểu biết lịch sử dựng nước và giữ nước của tỉnh Ninh Bình. Núi Kỳ Lân nằm ở vị trí trung tâm thành phố Ninh Bình thuộc địa phận phường Tân Thành, cạnh quốc lộ 1 và đường tới các khu du lịch Hoa Lư, Tràng An. Núi tên là Kỳ Lân vì có hình tượng đầu con lân nhìn về phía bắc. Núi cao trên 50 m và là một vọng gác có thể quan sát cảnh quan đô thị thành phố Ninh Bình. Núi Ngọc Mỹ Nhân là ngọn núi đứng từ đằng xa có hình cô gái đẹp nằm giữa thanh thiên trời đất. Xưa còn gọi là núi cánh diều vì gắn với truyền thuyết cao biển cưỡi diều đi dò phá long mạch nước Nam bị một đạo sĩ do thần thiên tôn hóa thân dùng tên bắn, diều gãy cánh rơi xuống hòn núi này. Hồ Máy Say nằm ở gần chợ rồng và công viên núi Thúy, đường võ thị sáu ven bờ hồ là một trung tâm ẩm thực lớn của thành phố, tại đây có nhà máy bia Ninh Bình. Hồ Biển Bạch là một hồ nước nằm bên quốc lộ 1, hiện đang được cải tạo thành khu vui chơi giải trí. Các di tích khác, hai ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia là chùa Đầu Long thuộc phường Tân Thành, chùa An Nậu thuộc phường Ninh Khánh là ngôi chùa cổ do vua Trần Thái Tông sáng lập khi ông về ẩn náu tại hành cung Vũ Lâm. Đây cũng là di tích văn hóa thu hút nhiều nhà khảo cổ học đến sưu tầm và nghiên cứu. Thành phố Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 11 phường: Bích Đào, Đông Thành, Nam Bình, Nam Thành, Ninh Khánh, Ninh Phong, Ninh Sơn, Phúc Thành, Tân Thành, Thanh Bình, Vân Giang và ba xã: Ninh Nhất, Ninh Phúc, Ninh Tiến. Điểm qua 14 địa điểm du lịch Ninh Bình bạn nhất định phải đến. Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc, Việt Nam. Vùng đất Ninh Bình xưa là kinh đô của Việt Nam giai đoạn 968-1010 với ba triều đại đinh, tiền lê, tiền lý và cũng là địa bàn quan trọng về quân sự qua các thời kỳ lịch sử. Với vị trí đặc biệt về giao thông, địa hình, lịch sử văn hóa đồng thời sở hữu hai khu vực là di sản thế giới và khu dự trữ sinh quyền thế giới. Ninh Bình hiện là một trung tâm du lịch có tiềm năng phong phú và đa dạng. 14 địa điểm du lịch Ninh Bình không thể bỏ lỡ. Du lịch Tam Điệp. Thành phố Tam Điệp nằm ở phía tây nam của tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 105 km. Phía đông giáp huyện Yên Mô, phía tây giáp hai huyện Nho Quan và Thạch Thành, phía nam giáp thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung, phía bắc giáp huyện Hoa Lư. Tam Điệp có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, xã hội và quốc phòng của Việt Nam. Ngoài ra, Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều địa điểm hot thu hút du khách tham quan du lịch Ninh Bình. Một số địa điểm du lịch Tam Điệp nên ghé. Đền Dâu, Đền Dâu là một di tích nổi tiếng nằm sát quốc lộ 1A, thuộc phường Nam Sơn, Tam Điệp. Đền này được biết đến với tên gọi Tăng Giã Linh Tử, còn được gọi là Đền Nương Dâu. Người dân tôn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, người được coi là một trong tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam. Nông trường Đồng Giao, Nông trường Đồng Giao, hay còn được gọi là Nông Trại Dứa, là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Tam Điệp. Ninh Bình, nông trại này nằm ở phía tây của thành phố và là vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao Ninh Bình. Những cánh đồng dứa xanh mướt kéo dài từ chân núi là địa điểm sống ảo nổi tiếng thu hút khách du lịch. Du lịch Nho Quan, Nho Quan nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng và nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Huyện có nhiều hồ nước tự nhiên và nhân tạo tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Các hồ nổi tiếng ở đây điển hình là hồ Đập Trời, hồ Đông Liều hồ Đá Lải và hồ Yên Quang. Tất cả đều mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và yên bình. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, Nho Quan còn có những di tích lịch sử và văn hóa đáng chú ý. Đây là quê hương của nhiều danh nhân và có nhiều di tích liên quan đến lịch sử Việt Nam. Nho Quan thực sự là một địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ khi đi du lịch Ninh Bình. Một số địa điểm du lịch Nho Quan nên ghé. Vườn quốc gia Cúc Phương, Cúc Phương tự hào là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất của quốc gia, nơi giữ gìn và bảo vệ hệ sinh thái rừng nguyên sinh quý hiếm và đa dạng. Vườn quốc gia Cúc Phương có một môi trường tự nhiên đa dạng với rừng thông, rừng cây lá kim, rừng ngập mặn và rừng cây thường xanh. Động Vân Trình, Động Vân Trình, một trong những hang động đẹp nhất ở Ninh Bình, là một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ.